Em Tâm xin gửi lời chào tới toàn thể các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục về thêm hai chiếc ampli số đến từ thương hiệu Sony. Đây là một trong những thiết bị mà Thanh Tâm Audio có thể coi nó là một trong những cỗ máy đa tính năng với ba khả năng, đó là ampli, DAC và là một trong những hệ thống NAT server cho những máy có music server có thể kết nối được với chiếc ampli này. Sony HS1 là một trong những model ampli hoàn hảo nhất đến từ nhà Sony trong cái dòng thiết bị số âm thanh của hãng. Chiếc ampli này có một cái thiết kế rất là đẹp với toàn bộ thân máy đều được làm bằng nhôm phay xước, một màn hình hiển thị LCD 16 triệu màu, cũng như là hỗ trợ nền tảng app ở trên điện thoại điều khiển từ xa rất là mượt mà. Hôm nay Thanh Tâm về được hai máy đẹp xuất sắc các bác nhé, đẹp xuất sắc với khiển zin. Mức giá của 11S1, HS1 ngày hôm nay là 14,5 triệu cho một máy đẹp xuất sắc khiển zin. Và với chiếc máy này, các bác sẽ khai thác được rất nhiều tính năng trên một chiếc ampli số. Và đây là một trong những model mà Thanh Tâm ưng ý nhất trong tất cả những chiếc ampli số đang có mặt tại Thanh Tâm. Một trong những cỗ máy mà em nghĩ rằng rất là trực quan, khai thác tuyệt vời. Khách hàng của em khi mà trải nghiệm cũng như là khi mà sở hữu chiếc ampli này chưa có một cái phản hồi gì thất vọng về chiếc ampli này cả. Đây là cái thiết kế mặt trước. HS1 thì sẽ có một cái thiết kế chiều rộng như sau. Chiều rộng của máy là 27cm. Chiều sâu chưa tính cọc loa là 27 luôn. Và chiều cao tính cả phủ bì chân, chúng ta sẽ có chiều cao là 8,5cm. Máy sẽ được thiết kế hoàn toàn bằng nhôm, mặt lưng nhôm, mặt trước nhôm và toàn bộ các nút bấm vắt xoáy kim cương rất là đẹp các bạn nhá, cực đẹp luôn. Màn hình hiển thị được bố trí rất là đúng chỗ để chúng ta có thể theo dõi và quan sát toàn bộ những thông tin của trách hát đang chơi trên thiết bị. Máy sẽ có cân nặng đâu đó khoảng 6kg các bác nhá. Và hiện tại em đang có hai máy như các bác nhìn trong khung hình đây. Quay về mặt sau để giới thiệu các bác một chút các cổng kết nối của chiếc ampli số này. Mặt sau thì chúng ta sẽ có kết nối như sau. Nguồn vào, con này thì sẽ sử dụng nguồn là 100V dành cho thị trường nội địa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái quạt. Quạt này giúp lưu thông cái gió ở bên trong cũng như bên ngoài của máy. Tại vì nó sở hữu một cái thiết kế khá là kín. Cho nên là cái quạt này là bắt buộc phải có để cho cái khả năng hoạt động về mạch công suất cũng như là ổ cứng bên trong máy được chuẩn chỉ cũng như được an toàn nhất. Và cái quạt này nó sẽ hoạt động khi mà máy có cảm biến nhiệt, khi mà máy nóng quá thì quạt sẽ bắt đầu quay các bác nhé. Tiếp tới là phần cầu loa, phần công suất để chúng ta sử dụng chiếc ampli này như một chiếc ampli công suất bình thường, ampli integrated để đánh loa. Chúng ta sẽ có trở kháng của loa là 4-16 ohm và cầu loa rách bắp chuối rất là tuyệt vời. Một đường USB để chúng ta có thể mở rộng ổ cứng cũng như là thể cái kho lưu trữ bên ngoài. Một đường cắm mạng LAN với tiêu chuẩn gigabit 10, 100, 1000. Hai đường digital in với một chân đường là optical để kết nối từ Smart TV và một đường coaxial. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái đường line in nữa để các bác có thể kết nối với những thiết bị khác như là máy tính hoặc là những cái chân đầu CD khác. Và một đường rất là quan trọng đó là đường line out. Đường line out này thì gần như chúng ta sử dụng chiếc máy HS1 này để cấp nhạc cho một hệ thống khác. Có nghĩa là ngoài khả năng chơi loa, chơi công suất ở trên mặc định trên máy ra thì nó còn là một con DAC với nguồn phát từ những cái kết nối như là ổ cứng hoặc là hai đường digital in cũng như là hai đường line in để các bác có thể xuất âm ra bộ khác. Rất là hay. Con này nó phải nặng đến 5-6kg, rất là nặng và cực đẹp luôn các bác nhá. Hiện tại thì bên em về bổ sung được hai máy. Bác nào quan tâm tới chiếc ampli số này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em. Mức giá hiện tại trên thị trường đang rất là tốt, 14,5 triệu. Các bác có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của bên em để chốt đơn. Xin mời các bác đi vào bản test trên cái thiết bị này. Tôi xin đưa em
đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm mối nhau, cho nhau dã nát tim đau. Dấu tình sâu nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Cho tôi xin, tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một thời cũng đã buồn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. một thời
cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa. Hãy subscribe.